giả đã đến với chương trình tư vấn trực tuyến Y học Việt Đức ngày hôm nay với chủ đề béo phì và các phương pháp điều trị. Chương trình do Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện được phát sóng trực tiếp trên Facebook của bệnh viện ở địa chỉ facebook.com/bvvietduc và ở trên kênh YouTube ở địa chỉ youtube.com/bệnhviệnvietduc1906 và sẽ được phát lại trên các kênh truyền thông chính thức của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để quý vị có thể tiện theo dõi lại. Ngay từ bây giờ, quý khán giả có câu hỏi đã có thể tương tác bằng cách comment ở trên fanpage hoặc là Facebook của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cũng như là có thể gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 1902. Trên bản đồ y khoa Việt Nam và thế giới, một nơi đã và đang tiếp tục ghi dấu ấn trong lĩnh vực ngoại khoa hàng đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trải qua lịch sử hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang ngày càng bứt phá trên con đường hội nhập. Là nơi cung cấp dịch vụ y tế chuyên sâu, ứng dụng y học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức coi đó là sứ mệnh để làm nên giá trị cốt lõi, chuyên sâu, hiện đại, tận tình, chuyên nghiệp. Bệnh viện hiện có hơn 2.200 cán bộ nhân viên đều là những người có trình độ chuyên môn sâu, cùng các đơn vị, trung tâm, khoa lâm sàng ở tất cả các lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, chấn thương chỉnh hình, cột sống, tạo hình thẩm mỹ, tiêu hóa, bảo quản mô cùng nhiều chuyên khoa khác. Mỗi năm, bệnh viện thực hiện phẫu thuật tới hơn 70.000 ca. Ghép tạng, một trong 10 thành tựu lớn nhất của nhân loại, là kỹ thuật ngoại khoa khó nhất, đỉnh cao nhất, nhưng nay đã được thực hiện thường quy tại bệnh viện với hơn 1.000 ca được phẫu thuật thành công. Năm 2004, bệnh viện đã triển khai dự án bệnh viện vệ tinh, ứng dụng công nghệ thông tin telemedicine để hội chẩn, đào tạo chuyển giao kỹ thuật, khám chữa bệnh từ xa và phẫu thuật trình diễn qua cầu truyền hình trực tuyến với màn hình 3D. Với kỹ thuật này, bệnh viện đã khẳng định là một trung tâm khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu trong thời đại công nghệ mới. Bệnh viện được trang bị những thiết bị y tế tối tân. Hệ thống phòng mổ hiện đại OR1 Hybrid. Hệ thống thiết bị phẫu thuật robot, kính vi phẫu. Hệ thống hồi sức tích cực đảm bảo thực hiện các trường hợp phẫu thuật và hồi sức phức tạp nhất như máy hạ thân nhiệt, kiểm soát áp lực nội sọ và cấp cứu sau ngừng tuần hoàn. Máy ECMO, máy lọc máu liên tục và nhiều loại máy thở, máy theo dõi khác. Hệ thống chẩn đoán hình ảnh. Hệ thống chẩn đoán ung thư. Hệ thống vận chuyển, bảo quản và lưu trữ mô tạng. Tất cả các thiết bị đều đồng bộ và đáp ứng tiêu chuẩn của một trung tâm y khoa hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới. Coi 12 điều y đức và lời thề Hippocrates là tiêu chuẩn đạo đức cơ bản nhất của tất cả những ai đang khoác trên mình áo blue trắng mang thương hiệu Việt Đức. Tập thể cán bộ nhân viên bệnh viện luôn thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc cùng người bệnh. Coi đó là tiêu chí quan trọng làm nên giá trị cốt lõi của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hôm nay. Với phong cách phục vụ chuyên nghiệp đã góp phần xây dựng bệnh viện phát triển bền vững, xứng đáng là trung tâm chuyên sâu về ngoại khoa hàng đầu cả nước, sánh ngang với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Trình độ chuyên sâu, thiết bị hiện đại, chăm sóc tận tình, phong cách chuyên nghiệp. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nơi gửi chọn niềm tin để sống khỏe. Vâng, thưa quý vị, ngày nay với sự phát triển của điều kiện kinh tế xã hội thì lại càng có nhiều người mắc các bệnh về không lây nhiễm và bệnh chuyển hóa. Trong đó thì tỷ lệ người mắc béo phì cũng ngày một gia tăng, thưa quý vị. Béo phì có thể gây ra nhiều hậu quả về thể chất cũng như là ảnh hưởng đến tâm lý và mang lại những cái gánh nặng kinh tế cho chính người bệnh cũng như là toàn xã hội. Với sự phát triển của y học thì hiện nay có nhiều phương pháp điều trị béo phì, bao gồm điều chỉnh lối sống, điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động thể chất, sử dụng thuốc và can thiệp phẫu thuật. Hiện nay thì ở Việt Nam, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là một trong những trung tâm tiên phong trong việc điều trị béo phì. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về bệnh lý béo phì cũng như là các phương pháp điều trị, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu khách mời cùng tham gia buổi tư vấn trực tuyến ngày hôm nay.
xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam, là một trong những chuyên gia tiên phong trong lĩnh vực phẫu thuật giảm béo ở Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nguyên Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, nguyên Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Nội soi, Ủy viên Ban chấp hành Hội Phẫu thuật Nội soi Châu Á, Thái Bình Dương, giáo sư thỉnh giảng tại Trung tâm Đào tạo Phẫu thuật Nội soi IECAT, Đài Loan, Bệnh viện Đại học Busan, Seoul, Hàn Quốc. Thế mạnh chuyên môn, phẫu thuật tiêu hóa và phẫu thuật nội soi ổ bụng, ung thư thực quản, dạ dày, đại tràng, trực tràng. Phẫu thuật cắt gan, sỏi đường mật, phẫu thuật tụy tạng, cắt khối tá tụy. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn giáo sư đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin được nhắc lại một lần nữa với quý vị là ngay từ bây giờ thì quý vị hãy comment những thắc mắc cũng như là câu hỏi của mình ở trên fanpage cũng như là kênh YouTube của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để có thể nhận được sự tư vấn trực tiếp từ chuyên gia. Vâng, xin được hỏi giáo sư Giang, đó là tại khoa phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thì là một trong những đơn vị tiên phong ở Việt Nam trong phẫu thuật điều trị béo phì với hàng trăm lượt người bệnh khám chữa mỗi năm ạ. Vậy thì thưa giáo sư, là khi nào thì người bệnh sẽ được chẩn đoán là béo phì, và béo phì thì có phải là một bệnh lý phổ biến hiện nay không ạ? Béo phì theo cái định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới là một tình trạng mà tích tụ mỡ quá mức ở trong cơ thể đến cái mức gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là cái cuộc sống sinh hoạt bình thường của con người. Và trong cái thời gian gần đây thì cái tỷ lệ béo phì càng ngày là một cái bệnh càng được tăng lên rất nhiều. Và Tổ chức Thế giới thì cũng đã xếp cái loại bệnh béo phì là vào một trong cái loại bệnh mãn tính mà cần phải được điều trị. Theo thống kê trên thế giới thì cho tới những năm 2020 thì trên thế giới có khoảng 2,1 tỷ người đã thừa cân béo phì, và cái số này càng ngày càng tăng lên rất là nhiều. Ở Việt Nam thì theo những cái thống kê mà gần đây nhất là cái điều tra về tình trạng dinh dưỡng của Việt Nam, của Viện Dinh dưỡng Việt Nam thực hiện, thì cái số người thừa cân béo phì cũng tăng lên một cái rất nhanh, và trong vòng 10 năm từ năm 2010 đến 2020 thì cái tỷ lệ những cái người bị béo phì đã tăng từ 66% lên tới 28%. Và đặc biệt là cái tình trạng thừa cân và béo phì ở trẻ em, kể cả trẻ em ở lứa tuổi dưới 5 tuổi cũng như là trẻ em ở lứa tuổi học đường thì cũng đang là tăng lên rất là nhanh, và đó là một cái nguy cơ rất là cao về đặt cái gánh nặng không những đối với cái sức khỏe của con người mà còn đối với cái tình hình xã hội nói chung cũng như là những cái chi tiêu ngân sách dành cho cái việc chăm sóc và điều trị béo phì. Và có thể nói rằng là béo phì đã, chúng ta có thể coi như đang là một cái dịch bệnh mà đang lây lan rất là nhanh ở trên thế giới cũng như tại nước ta hiện nay. Dạ vâng. Như giáo sư vừa chia sẻ thì đây là một cái căn bệnh mà có tỷ lệ lây lan rất là nhanh ở trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Vậy thì không biết là nguyên nhân của căn bệnh này là gì ạ, thưa giáo sư? Chúng ta có thể nói một cách đơn giản rằng béo phì là một cái tình trạng mà do cái tích tụ năng lượng ở trong cơ thể quá mức, tức là cái nguồn cung cấp năng lượng vào trong cơ thể nó nhiều hơn là cái sự tiêu thụ năng lượng của cơ thể đi. Và cái này thì nó do rất nhiều các yếu tố gây ra cái tình trạng béo phì này, từ cái chế độ dinh dưỡng đã thay đổi rất là nhiều. Trước đây thì chế độ dinh dưỡng của chúng ta mà thiếu đạm, thiếu chất mỡ, và có thể nói là luôn luôn ở trong cái tình trạng là chúng ta thiếu ăn thì cái tỷ lệ người béo phì rất thấp. Nhưng mà gần đây thì khi mà cái thay đổi về cái tình trạng dinh dưỡng, đặc biệt là các thành thị, thì thấy rằng là cái chế độ ăn mà nhiều chất đạm, nhiều chất béo, rồi những cái thức ăn mà gây ra thức ăn nhanh, nó nhiều dầu mỡ, nhiều chất béo thì đã làm cho cái tình trạng béo phì tăng lên. Ngoài ra những cái thay đổi về mặt nếp sống, ví dụ như là cái tình trạng là càng nhiều người càng phải làm việc ở trong cái môi trường mà ít vận động, như môi trường văn phòng, và vì vậy cho nên là cái hoạt động tiêu hao thể lực cũng như là tiêu hao năng lượng nó cũng đã giảm đi. Rồi những yếu tố stress về mặt tâm lý cho cái cuộc sống quá nhanh do những cái hoạt động của cuộc sống công nghiệp vân vân, thì tất cả những cái yếu tố đấy là những yếu tố chính nó gây ra cái tình trạng béo phì tăng lên.
Tất nhiên còn một số những yếu tố về mặt bệnh lý hoặc về mặt di truyền học, nhưng những yếu tố ấy thì chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ ở những trường hợp mà riêng biệt mà thôi. Còn chủ yếu là do chế độ dinh dưỡng và cái chế độ sinh hoạt mà ra. Dạ vâng, qua những chia sẻ của giáo sư Giang thì có thể thấy là rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến béo phì đúng không ạ? Vậy thì khi mà một người bị béo phì thì sẽ phải đối mặt với những hậu quả như thế nào ạ, thưa giáo sư? Béo phì là một cái tình trạng bệnh lý chúng ta cứ tưởng rằng là không có gì, nhưng mà thực chất ra là nó là một cái tình trạng mà nó gây tàn phá cho cơ thể rất là nhiều. Về mặt tinh thần mà nói thì trước hết là về mặt tâm lý thì những người mà bị béo phì thì luôn luôn có cái tình trạng tự ti, mặc cảm, ít muốn tiếp xúc, ít muốn giao tiếp với mọi người. Chính cái điều đấy cũng lại làm cho tình trạng béo phì tăng lên. Còn về mặt thể chất thì có thể nói rằng béo phì nó ảnh hưởng đến toàn bộ tất cả các hệ thống trong cơ thể. Ví dụ như là đối với lại cái hệ thống thần kinh thì béo phì là một cái tình trạng mà nó làm cho người ta giảm các cái hoạt động, làm cho cái tình trạng mà tăng cái tình trạng có thể nguy cơ bị nhồi máu não, rồi tăng cái tình trạng mà người ta bị các cái bệnh lý về mặt thần kinh tăng lên rất là nhiều. Đối với các cái bệnh lý của lồng ngực thì béo phì làm cái tỷ lệ mà những người bị khó thở, những người mà bị ngưng thở trong khi ngủ thì rất là lớn. Và đặc biệt là các cái bệnh lý về tim mạch như là bệnh lý về mạch vành, bệnh lý cơ tim, do cái tình trạng mà tăng gánh của tim ở những người béo phì là một cái tình trạng đã chứng minh từ rất là lâu. Đối với cơ quan tiêu hóa thì béo phì cũng gây ra những cái bệnh lý rất là lớn, như là cái tình trạng gan nhiễm mỡ, như cái tình trạng viêm dạ dày, rồi có thể người ta cũng thấy rằng cái nguy cơ mà ung thư của cái hệ thống đường tiêu hóa đã tăng lên ở những người bệnh béo phì. Đối với hệ thống tiết niệu sinh dục cũng như vậy, và rất nhiều những cái người phụ nữ khi mà béo phì thì không thể có khả năng có thai và sinh con, cũng như là những cái tình trạng về cơ xương khớp mà do thoái khớp rất là sớm do cái tình trạng mà béo phì gây ra. Những cái thay đổi mặt sinh hóa trong cơ thể thì cũng thể hiện rất là rõ và rất là sớm. Những cái bệnh lý về chuyển hóa như là bệnh lý đái tháo đường, tăng đường huyết ở người béo phì thì có tới khoảng độ tới hơn 87% những người mà đái tháo đường là có tình trạng thừa cân béo phì. Thế rồi những thay đổi về mặt cholesterol máu, rồi những thay đổi về lipid máu, thì tất cả những cái rối loạn đấy là những cái mà gây ra tăng cái nguy cơ tử vong ở cái người béo phì đã tăng lên một cách hết sức là rõ rệt và càng ngày càng ảnh hưởng lớn đến cái cuộc sống của con người cũng như là cái gánh nặng cho cái xã hội. Vâng, có thể thấy là rất nhiều hệ lụy nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe nếu mà chúng ta bị béo phì đúng không ạ? Và như giáo sư có chia sẻ ở đầu chương trình là chế độ ăn ảnh hưởng rất lớn đến đối với những người bị thừa cân béo phì. Vậy thì giáo sư có thể chia sẻ là một chế độ ăn như thế nào là phù hợp đối với những người bị thừa cân béo phì ạ? Hiện nay thì đã có một cái sự nhận định rất là rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân về cái vấn đề là cần phải hạn chế béo phì, cần phải điều trị nó. Thế và một trong những biện pháp đầu tay là chúng ta phải bàn đến cái chế độ dinh dưỡng. Tất nhiên rằng là cái việc điều trị bệnh béo phì đấy là một cái điều trị đa mô thức, do rằng cái nguyên nhân gây ra bệnh béo phì nó cũng là cái nguyên nhân mang tính xã hội học và có nhiều cái nguyên nhân gây ra. Thì một trong cái đó là vấn đề dinh dưỡng của người bệnh là hết sức là quan trọng. Ở đây thì như tôi đã nói từ ban đầu về cái nguyên nhân gây ra béo phì đấy chính là cái tình trạng mà tích tụ năng lượng nhiều hơn cái việc tiêu thụ đi. Thì cái bài toán đầu tiên đối với dinh dưỡng đấy là chúng ta làm sao phải giảm đưa cái năng lượng vào trong cơ thể. Có nghĩa rằng là bình thường cái cơ thể con người đòi hỏi vào khoảng độ từ 2.500 cho đến 3.000 kilocalo cho một người khỏe mạnh bình thường, thì chúng ta phải giảm cái chế độ mà năng lượng ấy xuống, ít nhất là phải giảm hàng ngày được khoảng độ 600 kilocalo cho một cái chế độ bình thường, thậm chí rằng có cái trường hợp phải giảm tăng lên, giảm nhiều hơn, khắt khe hơn. Tuy nhiên rằng là có một số những cái lời khuyên hoặc là những cái chương trình giảm béo ở trên mạng rất nhiều. Hiện nay thì khuyên những cái chế độ ăn mà triệt tiêu chất mỡ, chất đạm, mà thì chúng tôi thấy rằng là đấy là những cái chế độ ăn mà nó không đảm bảo sức khỏe và cũng không có cái tác dụng trong vấn đề điều trị béo phì. Lý tưởng là khi mà chúng ta giảm cái số lượng năng lượng tiêu vào nhưng đồng thời chúng ta vẫn phải giữ được cái độ cân bằng của các cái chất dinh dưỡng ở trong cơ thể. Đấy là cái
chất glucid, tức là gạo, cơm, mì vân vân ấy, nó phải chiếm cái tỷ trọng vào khoảng độ 40-45%. Cái chất đạm ăn thịt nó cũng phải chiếm vào khoảng 20-25%, và cái chất mỡ cũng chiếm khoảng độ 10-15%. Thì đấy là những cái yếu tố mà để làm sao để mà chúng ta có thể giảm cân, giảm béo phì một cách khỏe mạnh. Chứ không phải rằng là chứ giữ một cái chế độ ăn, ví dụ như là chỉ có ăn thực vật không, không có ăn gạo, không ăn cơm, hoặc không ăn mỡ, không ăn thịt. Thì đấy là những cái chế độ ăn mà nó sẽ ảnh hưởng về lâu dài, sẽ ảnh hưởng đến cái sức làm việc cũng như là đến sức khỏe của cơ thể, thì không nên sử dụng. Dạ vâng. Như giáo sư Giang vừa chia sẻ thì đúng là một cái thực trạng hiện nay khi mà các chị em và thậm chí là bản thân tôi cũng nhiều khi là chạy theo những cái trào lưu ăn kiêng mà nhiều khi là cũng không có tìm hiểu kỹ là cái kiểu như là cái căn cứ khoa học của những cái phương pháp đấy như thế nào, và vô hình chung là cũng nhận về chính bản thân mình nhiều những cái hệ lụy về sức khỏe ạ. Vâng, vậy thì một câu hỏi tiếp theo là rất nhiều khán giả quan tâm, xin được giáo sư Giang chia sẻ là bệnh béo phì thì sẽ có những cái phương pháp điều trị nội khoa như thế nào ạ thưa ông? Như tôi đã nói thì béo phì là một cái bệnh lý mà do cái yếu tố không những là y học mà còn là xã hội học và dinh dưỡng học vân vân. Chính vì vậy việc điều trị béo phì là một điều trị mà phải đa mô thức, đa chuyên ngành, gồm có nhiều các cái phương tiện chúng ta điều trị, và tùy theo cái mức độ béo phì đến đâu thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phương pháp điều trị như thế nào. Thì tôi cũng phải nói thêm một chút, đấy là để đánh giá cái mức độ béo phì thì cái biện pháp, cái phương pháp mà dễ nhất, dễ nhớ, dễ hiểu và mọi người ai cũng có thể làm được, đấy là dựa vào cái chỉ số khối của cơ thể, là gọi là body mass index. Nếu như cái chỉ số khối của cơ thể nó được tính toán bằng cách là lấy cái cân nặng của cơ thể và chia cho cái bình phương của chiều cao tính bằng mét, thì chúng ta sẽ ra cái chỉ số đó. Thì nếu như mà cái chỉ số đó mà dưới 18,5 thì đấy là tình trạng gầy, thiếu dinh dưỡng. Nếu như mà cái chỉ số đó từ 18,5 cho đến 23, đấy là cái người bình thường. Trên 23 thì chúng ta đã xếp vào cái loại thừa cân, và chúng ta xếp vào những người từ 25 trở lên là bắt đầu là tình trạng béo phì, cho đến 30 là béo phì cái độ nhẹ nhất, độ 1. Từ 30 cho tới 35 là béo phì độ 2. Từ 35 cho đến 40 là béo phì độ 3, và trên 40 chúng ta gọi là đấy gọi là super obese, là những trường hợp béo phì thể nặng. Thì tùy theo cái mức độ như vậy để chúng ta quyết định những cái phương pháp điều trị, từ những cái phương pháp mà nhẹ nhàng, đơn giản, ít ảnh hưởng đến cuộc sống, cho tới thậm chí phải sử dụng những cái biện pháp nó mang tính chất cưỡng bức và bắt buộc phải làm. Thì thông thường thì chúng ta có hiểu rằng với những người béo phì độ 1 và những người thừa cân thì chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp đầu tiên, đấy là cái biện pháp thay đổi cái thói quen sinh hoạt và ăn uống và tập luyện. Đối với những cái người mà béo phì mà với cái chỉ số khối của cơ thể BMI dưới 30 thì chúng ta cũng có thể tính đến cái việc mà sử dụng thuốc. Thì tôi cũng xin nói rằng là cho đến nay á, thì cũng có cái sự quảng cáo về các cái thuốc điều trị béo phì rất là nhiều và đầy rẫy khắp nơi. Nhưng tôi xin nhớ lại một lần vào năm 1997 khi mà tôi sang làm việc tại Singapore, thì đã lúc đó thì mấy ngày đó thì báo chí của Singapore đã đưa tin rất là rộng rãi về trường hợp một cái cô minh tinh vàng bạc, do cái việc mà muốn giữ cái dáng để mà hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, mà cho nên là cô ấy đã sử dụng cái thuốc không rõ nguồn gốc. Và lúc đó thì những thuốc được quảng cáo rất là mạnh, rất là nhiều ở Singapore. Ở Việt Nam lúc đó còn chưa phổ biến lắm. Và do cái uống thuốc đó thì cô ấy đã tử vong do cái tình trạng hoại tử gan, do nhiễm độc thuốc. Thì vì vậy cho nên là cái việc mà sử dụng các cái thuốc điều trị béo phì là một trong những vấn đề mà hết sức là cần phải lưu ý. Cũng phải lưu ý rằng là cho đến nay ấy, thì những cái thuốc mà được Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là Bộ Y tế Việt Nam cấp phép rất ít. Trên thị trường thì trong thời gian độ khoảng 20 năm trở lại đây thì có khoảng độ 10 loại thuốc đã được đưa ra, nhưng mà cho đến nay thì hầu hết đã không được phép cấp phép hoặc là đã được rút ra khỏi thị trường. Và cho đến nay thì có hai cái loại thuốc đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép, đấy là thứ nhất đấy là cái Oxlista. Oxlista là một cái dẫn chất
mà nó làm cho nó ức chế cái men lipa ở trong tuyến tụy, để cho khi mà chúng ta ăn vào á, thì cơ thể chúng ta không hấp thụ được những chất mỡ, chúng ta sẽ đi ngoài ra cái mỡ đó để mà giảm cái lượng cung cấp vào. Và cái nhóm thứ hai là cái nhóm glutide. Nhóm glutide là cái nhóm mà nó làm cho có cảm giác chán ăn, để chúng ta không ăn được nhiều, chúng ta không muốn ăn, thì chúng ta cũng giảm cái cung cấp năng lượng vào cơ thể. Thế nhưng cũng phải nói là cái việc điều trị thuốc thì tôi xin nhắc lại là nó là một con dao hai lưỡi. Chính vì vậy cho nên việc điều trị thuốc cần phải được sử dụng bởi các cái người bệnh mà được hướng dẫn một cách chuyên nghiệp bởi các cái thầy thuốc chuyên gia về dinh dưỡng và về béo phì, chứ không phải sử dụng bằng cái cách mà một cách trôi nổi, bởi vì rằng chúng ta sẽ rất là nguy hiểm. Cái thứ hai nữa là cái việc sử dụng thuốc chỉ có tác dụng giảm vào khoảng độ từ 5-6% trọng lượng cơ thể. Và một cái thứ hai nữa là nó dùng thuốc người ta gọi là một cái hội chứng yo-yo, tức là sau 5 năm thì tất cả các thống kê đều cho thấy rằng 95% những người dùng thuốc giảm béo thì đều đã trở lại cân nặng như trước hoặc là tăng cân lên. Cho nên chúng ta phải hết sức là cân nhắc khi mà chúng ta sử dụng thuốc điều trị béo phì. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ của giáo sư Giang. Vậy thì đối với những người bệnh mà điều trị béo phì không phẫu thuật, ngoài những cái chế độ ăn và uống thuốc ra thì cần chú ý những gì ạ thưa ông? Thứ nhất là chúng ta phải chú ý đến một cái chế độ dinh dưỡng hết sức là hợp lý, đủ chất nhưng mà lại giảm năng lượng đưa vào. Đấy là một bài toán. Và tất nhiên rằng là tôi cũng phải nói rằng là cái việc mà chiến đấu nữa để mà giảm đi được 1-2 cân là một cái cuộc chiến đấu hết sức lâu dài và khó khăn. Thì nhưng mà chúng ta phải đảm bảo cái cân bằng năng lượng, và chúng ta cũng phải đảm bảo là cung cấp đầy đủ các cái vitamin cho cái hoạt động bình thường của cơ thể. Thì thứ nhất là chế độ dinh dưỡng là phải giữ gìn nghiêm ngặt và phải có một kỷ luật thép. Cái vấn đề thứ hai đấy là cái việc mà thay đổi chế độ sinh hoạt. Chế độ sinh hoạt phải được thực hiện bằng cách là chúng ta phải có một cái sự vận động hợp lý đối với lại từng cái đối tượng một, chứ tránh cái nếp sống mà ở nhà thì nằm xem tivi, lướt điện thoại, đến cơ quan thì ngồi một chỗ và lướt máy tính, thì cái đấy là cái rất là nguy hiểm. Và cái việc mà chúng ta tăng cường vận động cơ thể và tăng cường cái hoạt động thể chất, thể thao là một trong những cái yếu tố hết sức quan trọng, những yếu tố về mặt xã hội và về mặt thói quen cuộc sống hết sức là quan trọng để chúng ta ngăn ngừa cũng như là làm giảm cái tình trạng béo phì mà hiện nay đang gặp rất là nhiều. Dạ vâng ạ. Thưa giáo sư, là như giáo sư có chia sẻ rằng là tùy theo cái cấp độ của béo phì thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp điều trị khác nhau đúng không ạ? Vậy thì là đối với người bệnh béo phì mà phải điều trị phẫu thuật thì hiện nay có những phương pháp nào, và giáo sư có thể chia sẻ từng cái ưu nhược điểm của các phương pháp này không ạ? Cái việc mà điều trị béo phì thì cũng đã được quan tâm bởi các nước phương Tây từ những năm giữa của thế kỷ thứ 20. Và một trong những lý do mà người ta đặt vấn đề mổ đấy là có một cái trường hợp bệnh nhân vào năm 1955 do cái tình trạng mà bệnh nhân phải mổ cắt đoạn ruột vì cái bệnh lý khác chứ không phải vì béo phì, và trên một người béo. Thì sau đó thì người ta nhận thấy rằng là cái trường hợp đấy sau khi mổ thì không bị béo nữa, mà trước đó bà bị béo và rất là nhiều các cái bệnh. Thế và từ đó thì dần dần người ta mới thấy rằng là có thể sử dụng cái phẫu thuật béo phì. Và từ năm 1966 thì cái kỹ thuật béo phì đã lần đầu tiên đã chính thức được đưa ra là một cái kỹ thuật mổ để điều trị béo phì. Và cho đến nay thì cái kỹ thuật mổ béo phì đã được sử dụng rất là rộng rãi trên toàn thế giới, và càng ngày nó càng chứng minh được những cái ưu việt của nó, cũng như là càng ngày người ta càng chuẩn hóa được cái kỹ thuật để thực hiện. Thì tôi có thể nói tóm tắt rằng là trong cái phẫu thuật để mà điều trị béo phì hiện nay á, thì thứ nhất là từ khi mà có cái phẫu thuật nội soi đưa ra thì cái việc ứng dụng phẫu thuật nội soi đã được thực hiện. Tới nay thì khoảng độ 97% những trường hợp mổ béo phì đều được thực hiện phẫu thuật nội soi, là một cái phẫu thuật mà nó ít ảnh hưởng đến tổn thương như thành bụng, cũng như là giữ được cái tính thẩm mỹ và rất nhiều các ưu thế khác. Thế còn các cái kỹ thuật cụ thể thì chúng ta có thể chia ra thành một số các cái nhóm như thế này. Cái nhóm thứ nhất đấy là người ta làm sao để người ta thu hẹp dạ dày lại bằng một cái vòng thắt, nó gọi là cái kỹ thuật gọi là gastric bending. Cái kỹ thuật này thì nó dùng một cái vòng để mà thắt xung quanh cái dạ dày để cái thức ăn nó vào chỉ có một cái phần nhỏ của dạ dày mà thôi. Đấy là một kỹ thuật. Kỹ thuật này thì nó cũng có một cái ưu điểm là mình không phải cắt xẻo cái gì cả,
mình đặt vào cái vòng, và nếu không, sau này mà thấy rằng khó chịu quá không thức quá, mình có thể tháo ra. Người ta gọi là existable gastric banding, tức là cái kỹ thuật đặt vòng có thể thay đổi. Cái nhóm thứ hai ấy, là cái nhóm mà người ta cắt bớt một phần dạ dày đi, và cái kỹ thuật chủ đạo trong đấy gọi là cái kỹ thuật là sleeve gastrectomy, tức là cắt cái dạ dày, để cái dạ dày không phải lấy chỗ phình to nữa mà nó cũng là một cái ống giống như là cái ruột mà thôi. Cái nhóm thứ ba là những cái kỹ thuật người ta gọi là cái kỹ thuật phân ly mật tụy, tức là không những người ta cắt dạ dày mà người ta còn đưa cái ruột lên để mà tách cái đường đi của dịch mật và dịch tụy ra khỏi cái đường đi của cái dịch từ dạ dày. Rồi một cái nhóm nữa là cái nhóm gọi là đào dòng tá tràng. Nó là một cái kỹ thuật cũng làm sao để mà đưa cái việc thức ăn nó đi vào trong cái đoạn ruột, nhưng mà nó cái đoạn ngắn thôi, nó tiêu thụ ít thôi. Như vậy là có bốn cái nhóm cái kỹ thuật chính. Ngoài ra thì cũng có một số các cái phương pháp mà nó cải biến của những cái kỹ thuật đó. Nhưng tuy nhiên thì đấy là cái nhóm chính. Thế còn một cái nhóm nữa thì người ta cũng làm nhưng dần đây thì nó từ bỏ rồi. Đấy là cái việc mà người ta sử dụng cái bóng, người ta cho cho dạ dày, người ta bơm lên để cho cái cảm giác là bệnh nhân sẽ có luôn luôn có một cái dạ dày nó căng lên thì người ta không thấy đói. Nhưng cái phương pháp đấy thì thực ra thì sau một thời gian dùng thì người ta đã bỏ, vì là cái bóng ấy nó gây ra cái loét dạ dày, cũng như là một thời gian sau cái dạ dày nó lại giãn ra thì nó không có tác dụng nữa, cho người ta bỏ. Thì chủ yếu là những cái phương pháp mà tác động trực tiếp dạ dày, như tôi nói là các cái nhóm kỹ thuật đấy. Dạ vâng, đúng là không phải là lúc nào cũng có cơ hội để mà được tư vấn từ những chuyên gia tiên phong như là giáo sư Giang, thì chúng ta không chỉ là có được những cái kiến thức về bệnh lý béo phì mà còn có thể lắng nghe được cả cái quá trình của những cái ra những cái phương pháp đó. Và có lẽ là đối với những cái người mà phải phẫu thuật điều trị béo phì thì rất quan tâm là với cái kinh nghiệm của mình thì giáo sư có thể cho người dân, những cái người bệnh mà phải phẫu thuật điều trị béo phì có những cái lời khuyên gì để có việc điều trị này đạt kết quả cao ạ? Thứ nhất là tôi xin nói rằng là về cái chỉ định để mà mổ đã, thì chúng ta như tôi đã nói ngay từ lúc đầu ấy, đấy là Tổ chức Y tế Thế giới xác định rằng đây là một bệnh. Và đối với lại Y tế Việt Nam cũng như Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng xác định rằng bệnh béo phì là một bệnh để mà điều trị. Vì vậy cho nên cái bệnh này được điều trị và được Bảo hiểm Y tế chi trả. Nó là một cái bệnh để chữa. Cái vấn đề thứ hai nữa là không phải bất cứ trường hợp thừa cân béo phì nào chúng ta cũng nên mổ. Và phẫu thuật chỉ là một phương pháp được thực hiện cuối cùng trên cái bậc thang cao nhất khi mà những cái biện pháp khác không có tác dụng. Và không phải là chỉ có mổ là xong, mà mổ là một trong số những tổng hòa những cái biện pháp cùng với nó để mà điều trị béo phì. Thì đấy xác định là rõ như vậy. Thế dựa vào căn cứ nào để mổ? Thì cũng lại dựa chủ yếu vào cái chỉ số Body Mass Index BMI mà tôi nói từ đầu. Tức là nếu như mà theo cái quy định của Tổ chức Y tế Thế giới, của cái Hiệp hội về béo phì trên thế giới, những năm trước đây thì người ta quy định rằng là những cái trường hợp mà béo phì mà từ có chỉ số BMI từ 35 trở lên thì mổ. Tuy nhiên rằng là sau này thì mới thấy rằng là cái chỉ số đấy nó còn cao quá cao, và những cái người mà chưa đến cái mức đó cũng đã bị nặng rồi. Thì riêng đối với khu vực châu Á Thái Bình Dương thì cái Hiệp hội điều trị béo phì của châu Á Thái Bình Dương đưa ra một cái tiêu chuẩn là những trường hợp mà có chỉ số BMI từ 30 trở lên kèm theo những bệnh phối hợp, mà những trường hợp này như tôi nói là rất là nhiều. Ví dụ như là nếu như mà kèm theo một bệnh phối hợp như là từ 30 cộng với lại đau khớp, 30 cộng với lại đường máu cao, 30 cộng với thay đổi lipid cao vân vân, thì những trường hợp đấy có chỉ mổ. Thậm chí là gần đây thì Hiệp hội Phẫu thuật điều trị béo phì của Nhật Bản đã hạ thấp cái chuẩn xuống tới mức 27,5. Tức là nếu như mà có cái BMI 27,5 trở lên cộng thêm một cái triệu chứng khác liên quan đến cái bệnh lý này, đặc biệt là cái rối loạn về chuyển hóa, thì người ta đã chỉ định mổ. Thế còn trong trường hợp mà từ 35 trở lên thì dù không có bệnh lý kèm theo, người ta vẫn chỉ định mổ. Như vậy là đấy là cái chỉ định nó dựa trên cái chỉ số BMI như vậy. Và tất nhiên rằng là chỉ định mổ
thì chỉ thực hiện coi như là cái biện pháp mà trên bậc thang cuối cùng. Cho nên là chúng ta có một cái điều kiện thứ hai nữa là chúng ta mổ khi nào mà những cái người bệnh đã áp dụng những cái biện pháp điều trị bằng cách thay đổi chế độ dinh dưỡng, bằng cách thay đổi chế độ sinh hoạt, bằng cách rèn luyện tập thể dục thể thao tiêu hao năng lượng mà nó không có tác dụng, những cái rối loạn vẫn còn và cái tình trạng béo phì vẫn còn, thì đấy là một cái yếu tố rất quan trọng nữa để chúng ta xét khi mà đặt vấn đề chỉ định mổ đối với người bệnh. Và một cái điểm thứ ba đấy là khi nào mà người bệnh đã được tư vấn về mặt tâm lý một cách hết sức là cẩn thận và người bệnh được hiểu được rõ tất cả những yếu tố liên quan đến cái chỉ định mổ, thì lúc đó chúng ta sẽ thực hiện cái việc mổ cho người bệnh. Dạ vâng. Như giáo sư có chia sẻ rằng là cái phương pháp phẫu thuật thì sẽ là cái phương pháp cuối cùng. Vậy thì là theo giáo sư là phẫu thuật điều trị béo phì thì có những cái biến chứng gì thường gặp ạ? Như tôi đã nói rồi, phẫu thuật điều trị béo phì là cái phẫu thuật mà can thiệp vào cái ống tiêu hóa. Chính vì vậy cho nên là tùy theo cái mức can thiệp thì nó cũng có những nguy cơ của nó. Thứ nhất là đối với một phẫu thuật, chúng ta biết là đây phẫu thuật là một phẫu thuật lớn. Trên cơ sở của một cái người mà có rất nhiều những cái rối loạn chuyển hóa đi kèm. Ngay vấn đề đơn giản là như này, khi mà người béo phì mà mổ đây một phẫu thuật lớn thì phải gây mê. Và khi gây mê ấy, thì do cái thành ngực của cái người béo phì thì bao giờ nó cũng dày và nó nặng hơn so với người bình thường. Cho nên cái áp lực để mà gây mê nó đã cao hơn người bình thường, nó đã khác với lại điều trị của những cái người không béo phì, thì đấy cũng làm có thể gây ra một cái nguy cơ. Thế còn những cái nguy cơ trực tiếp do phẫu thuật, ví dụ như là nguy cơ bị chảy máu, ví dụ như nguy cơ bị nhiễm trùng là chúng ta cũng phải xác định đến, cái tỷ lệ nó có không cao lắm, nó khoảng độ 0.06%, nhưng mà chúng ta vẫn có thể nói là gặp. Thế còn đối với những kỹ thuật mà có liên quan đến vấn đề mà cắt hoặc là nối ở trong ống tiêu hóa thì nó còn có nguy cơ có thể xì hoặc giò hoặc bục cái miệng nối, thì đấy là cái nguy cơ mà có thể xảy ra. Tất nhiên những nguy cơ này nó không cao, thuộc cái loại tương đối thấp ở trong cái phẫu thuật ổ bụng, nhưng mà nó vẫn là một cái nguy cơ mà chúng ta có thể gặp và người bệnh cần phải hiểu những cái nguy cơ đó. Dạ vâng, cảm nhận chia sẻ rất là hữu ích của giáo sư Giang ạ. Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang thực hiện rất nhiều phương pháp phẫu thuật chữa béo phì như là đặt vòng thắt dạ dày qua nội soi, phẫu thuật nối cắt dạ dày qua nội soi. Tất cả đều dựa trên nguyên lý đơn giản là giảm hấp thụ thức ăn vào cơ thể. Tuy nhiên thì mỗi phương pháp này đều có những ưu nhược điểm riêng của nó. Và các chuyên gia tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thì khuyến cáo thêm là phẫu thuật chỉ là một phần rất nhỏ trong cả quá trình điều trị béo phì, thưa quý vị. Điều trị bệnh béo phì là một liệu trình điều trị toàn diện cả chế độ sinh hoạt, điều trị nội khoa, điều trị tâm lý và cả điều trị ngoại khoa. Người bệnh trước khi phẫu thuật thì nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa. Các bác sĩ cũng nhấn mạnh thêm là phẫu thuật béo phì muốn thành công thì cũng đòi hỏi bệnh nhân phải áp dụng một chế độ ăn uống khoa học và duy trì các thói quen lành mạnh suốt đời. Ngay sau đây thì xin mời quý khán giả theo dõi một đoạn video mà chúng tôi đã thực hiện tại khoa phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thừa cân béo phì từ lâu đã là nỗi ám ảnh của nhiều người, đặc biệt là phụ nữ. Béo phì không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, hoạt động, sinh hoạt, tâm lý mà còn phải coi đó là bệnh lý và cần được khám, điều trị tại các cơ sở chuyên khoa về tiêu hóa và béo phì. May mắn biết đến và được các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tư vấn tại chương trình khám và tư vấn miễn phí các bệnh thừa cân béo phì vừa diễn ra vào cuối tháng 10 vừa qua, nhiều bệnh nhân đã quyết định lựa chọn phương pháp phẫu thuật sau khi đã thực hiện nhiều biện pháp giảm cân nhưng không có hiệu quả. Em béo lên ngày lâu chưa? Vâng, em mới đây 3 năm ạ. Vâng, bắt đầu tăng cân ạ. Cái lúc đấy là của em là cân nặng là bao nhiêu? Lúc đấy là em đã bắt đầu tập gym, là em đã giảm xuống còn hơn 60 cân. Giảm hơn 60 cân à? 3 năm gần đây là vận công việc không bố trí tập được ấy. Thì nó lại tăng cân trở lại. Thế trước kia là mình có đi tập gym rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng tập gym lâu chưa? Em tập gym trong vòng khoảng tầm 56 tháng rồi đấy. Vâng. 56 tháng ạ? À? Vâng. Mình đã được 60 cân rồi đúng không? Vâng. Thế sau khi tập gym xong là do khối lượng công việc các thứ đúng không? Đúng rồi, khối lượng công việc rất là nhiều ạ. Thế là mình bắt đầu thay đổi cái chế độ sinh hoạt dần đúng rồi. Vâng. Thế đương nhiên mục tiêu là ăn được, tiêu được rồi, em lên là cao nhất là bao nhiêu cân? Chắc là hiện tại đấy là 100 ạ. 100 cân ạ? Vâng.
100 cân thì mục tiêu đợt này của em là bao nhiêu cân? Vâng, em muốn giảm xuống còn 60 cân. À, 60 cân, vâng. Mục tiêu là 60 cân. Tôi cố gắng, nhìn chung là gì sau khi mình xử lý xong xuôi đấy, mổ xẻ xong xuôi đấy thì đương nhiên mình sẽ thay đổi chế độ sinh hoạt này, ăn uống, vâng. Tập luyện điều độ. Vâng. Nhá. Thế thì khi mà em béo lên như này em có ảnh hưởng gì về các cái đời sống riêng tư của mình không? Tất nhiên là có ạ. Đi giao dịch công việc các kiểu thì nó nói chung là sẽ mất tự tin, và nói chung là mệt mỏi, và đấy gây khó khăn trong nhiều việc di chuyển rồi nói chung là nó nhiều cái bất tiện. Sinh hoạt mấy cả liên quan đến các cái công việc khối lượng công việc mình cũng ảnh hưởng nhiều. Vâng. Phương pháp phẫu thuật hiện nay đang được áp dụng hiệu quả là phẫu thuật nội soi đặt vòng thắt dạ dày và phẫu thuật nội soi cắt dạ dày hình ống. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đang là bệnh viện đầu ngành có thể thực hiện được cả hai phẫu thuật trên với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, bao gồm phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê, hồi sức, dinh dưỡng. Để việc phẫu thuật thu hẹp dạ dày đảm bảo an toàn, hiệu quả và bền vững, thời gian nằm viện đối với các ca phẫu thuật ngắn và nhanh hồi phục. Các chuyên gia Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cũng khuyến cáo điều trị các bệnh thừa cân béo phì là một liệu trình toàn diện, bao gồm cả chế độ sinh hoạt, điều trị tâm lý kết hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học, điều trị nội khoa và điều trị ngoại khoa. Do cái nhu cầu mà giảm cân của mọi người thì là một nhu cầu chính đáng thôi. Ngoài chuyện cải thiện sức khỏe thì nó còn có cái ý nghĩa về mặt thẩm mỹ. Đấy, thì cái điều đấy là điều mà chính đáng, cần phải được khuyến khích và động viên để giảm cân, nhưng mà giảm cân phải đúng cách. Tại vì là rất nhiều bệnh nhân ở đây sau khi mà đi, thực ra là bệnh nhân họ chưa biết được các địa chỉ tin cậy để mà đến, họ thường có khi đi phòng khám, đi spa, đi tiêm cái thuốc này, tiêm thuốc kia, uống thuốc giảm cân, uống thuốc giảm cân mà không trôi nổi trên thị trường, không phải là thuốc giảm cân được Bộ Y tế hay là các cái tổ chức mà chứng nhận là cái thuốc giảm cân có hiệu quả. Thành ra là rất nhiều các bệnh nhân có biến chứng, thậm chí có trường hợp là uống thuốc giảm cân mà đến mức là bị loét cả cái thực quản, cắt cả thực quản đi, tàn phế cả một đời. Đấy, thì tôi khuyên là những trường hợp như thế thì khi mình có nhu cầu đến giảm cân thì nên đến các cái trung tâm, các bệnh viện. Bệnh viện Việt Đức là một cơ sở lớn có uy tín trong cái lĩnh vực phẫu thuật béo phì này. Ngoài phẫu thuật ra thì cũng có các cái chế độ ăn này, rồi thì các cái chuyên khoa liên quan đến thẩm mỹ hay là thuốc để mà có thể giúp bệnh nhân có thể giảm cân chưa chắc cần phải phẫu thuật, không phải bệnh nhân nào phải phẫu thuật. Là cơ sở có thể chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân thừa cân, béo phì, đội ngũ chuyên gia Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức sẽ tư vấn điều trị dinh dưỡng, hoạt động thể lực, tư vấn điều trị nội khoa thuốc giảm cân, tư vấn điều trị phẫu thuật giảm cân, tư vấn điều trị phẫu thuật thẩm mỹ với các phác đồ điều trị được tính toán bài bản kỹ lưỡng, phù hợp với thể trạng của mỗi người, đem đến hiệu quả cao nhất cho người bệnh. Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi cũng như là những chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang từ đầu chương trình tới giờ thì quý khán giả cũng đã có những cái nhìn cơ bản nhất về bệnh lý béo phì cũng như là phương pháp điều trị, phải không ạ? Và chương trình thì cũng đã nhận được liên tục những câu hỏi và những cái thắc mắc của quý khán giả gửi đến chương trình tư vấn trực tuyến ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì tôi sẽ xin phép thay mặt quý khán giả gửi những câu hỏi này trực tiếp đến chuyên gia của chúng tôi ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được gửi đến giáo sư Giang từ Facebook Bông Béo ạ. Nội dung câu hỏi như sau: hiện nay tôi có được biết phương pháp tiêm thuốc giảm béo, vậy xin hỏi chuyên gia về phương pháp này đã được áp dụng nhiều hay chưa, cũng như là hiệu quả của nó ra sao? Xin trân trọng cảm ơn. Xin mời giáo sư Giang ạ. Hiện nay thì cái việc mà dùng cái thuốc tiêm giảm béo glutathione thì mới được cái công ty đưa vào đề nghị được cấp phép để đưa được sử dụng tại Việt Nam. Tôi cũng chưa nắm được rằng là hiện nay thì Bộ Y tế đã cấp phép để cái thuốc này bắt đầu được chính thức được phép sử dụng hay chưa. Nhưng mà qua các cái tài liệu khoa học thì thấy rằng cái việc mà tiêm thuốc này thì nó có một cái ưu điểm là cái thuốc sẽ được tiêm không cần phải dùng hàng ngày, mà cái thời lượng tiêm thuốc có thể 1 tuần đến 2 tuần mới phải tiêm 1 lần. Và theo như công bố của cái đơn vị sản xuất thì cái hiệu quả điều trị giảm béo thì cũng là rất là khả quan. Tuy nhiên thì cho đến nay thì cái thuốc này cũng chưa phải là cái thuốc đã được sử dụng một cái rộng rãi tại Việt Nam.
Cho nên chúng ta cũng chờ có thêm cái thời gian để xem là cái thuốc này đã được chính thức được cấp phép chưa. Tôi chưa có cái thông tin về cái thuốc này. Dạ vâng, cảm ơn giải đáp của giáo sư Giang ạ. Xin được trích câu hỏi tiếp theo từ Nick Facebook là Đinh Ly ạ. Thầy cho em hỏi sau phẫu thuật giảm béo có khả năng bị tái béo lại không ạ? Và cách thức duy trì vóc dáng như thế nào ạ? Thưa giáo sư. Đối với lại cái phẫu thuật giảm béo thì cho đến nay thì nó là một cái biện pháp mà có cái tác dụng lâu dài và bền vững nhất trong tất cả các cái kỹ thuật. Ví dụ như là với cái kỹ thuật điều trị giảm béo bằng phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức, chúng tôi đã làm kể từ năm 2005 đến nay, tức là đã có một khoảng thời gian khoảng lùi rất là dài rồi, thì thấy rằng là cái tỷ lệ mà sau 5 năm á, thì cái số bệnh nhân mà đang lúc trước mổ cái chỉ độ BMI là 40, thì nếu như mà dùng cái biện pháp mà đặt cái vòng thắt dạ dày ấy, thì sau cái thời gian mà nó giảm béo tốt nhất là khoảng độ từ 2 năm đến 3 năm, thì nó còn khoảng độ BMI còn khoảng 25-26, thế và theo dõi đến 5 năm thì BMI là 28, như vậy nó cũng có nhích lên một chút. Thế đối với lại cái nhóm mà điều trị bằng phương pháp cắt dạ dày hình ống sleeve gastrectomy á, thì cái BMI nó giữ được bền vững hơn. Cho tới thời gian theo dõi này, tới 5 năm thì nó vào khoảng độ 24.5. Thì như vậy là nó vẫn giữ được ở cái mức độ mà người ta ở cân nặng lý tưởng. Thế tuy nhiên thì những cái nghiên cứu lâu dài thì đều thấy rằng là tất nhiên rằng là có một cái nguy cơ rằng là sau một cái thời gian lâu dài thì cái việc mà chúng ta mổ như vậy, chúng ta làm cho cái dạ dày nó hẹp lại như vậy thì thứ nhất là cái phần hẹp ấy nó sẽ dần dần nó sẽ được giãn ra. Và cái thứ hai là cơ thể nó cũng dần quen với cái đó. Đặc biệt là nếu như chúng ta không giữ những cái chế độ ăn uống sinh hoạt tập luyện thật tốt thì cũng có nguy cơ có thể dần dần cái cân nặng tăng lên. Chính vì vậy cho nên là cái việc mà điều trị, theo dõi và giữ cái chế độ sinh hoạt sau khi mà đã phẫu thuật cũng là một cái điểm hết sức là quan trọng để làm sao chúng ta giữ được cái kết quả bền vững và giữ được cái sức khỏe thật là tốt để chúng ta còn hoạt động sinh hoạt và làm việc bình thường. Cho nên là các cái bệnh nhân mà đã được phẫu thuật béo phì thì cũng phải thường xuyên giữ gìn chế độ sinh hoạt theo hướng dẫn của bác sĩ và định kỳ nên khám lại để các bác sĩ có cái tư vấn cũng như là có cái cách để mà thay đổi cái chế độ sinh hoạt dinh dưỡng hoặc là bổ sung các cái chất vitamin cho cái cơ thể của mình nó đảm bảo hoạt động tốt thì là một cái điều rất là cần thiết. Dạ vâng ạ. Không biết là Nick Facebook Đinh Ly đã nghe rõ câu trả lời của giáo sư Giang chưa ạ? Tức là bên cạnh ngoài phương pháp phẫu thuật thì cũng phụ thuộc rất lớn vào việc duy trì chế độ điều trị của chính bệnh nhân đúng không ạ? Đúng. Dạ vâng. Tôi xin phép trích câu hỏi tiếp theo. Đây là một câu hỏi của một người mẹ có Nick Facebook là Đinh Phương Lan ạ. Xin hỏi chuyên gia, tôi đã từng mổ đẻ, vì vậy phương pháp phẫu thuật giảm béo thì có gây ảnh hưởng đến quá trình sinh nở tiếp theo của tôi hay không ạ? Xin được giáo sư giải đáp ạ. Nếu như mà chị đã mổ đẻ mà chị có cái tiêu chí về mặt béo phì cần phải phẫu thuật thì chúng ta vẫn có thể hoàn toàn thực hiện cái phẫu thuật. Và cái phẫu thuật này thì nó thực hiện ở cái vùng trên dạ dày, cái vùng trên của bụng thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái phần tiểu khung là liên quan đến cái bộ máy sinh dục. Tuy nhiên tôi cũng phải nói rằng là trong số những cái bệnh nhân mà ở Bệnh viện Hữu Việt Đức chúng tôi đã trực tiếp phẫu thuật ấy, thì đã có khá nhiều những cái trường hợp mà trước khi mà đến với chúng tôi thì do tình trạng béo phì thì đã bị vô sinh, hoặc là vô sinh tiên phát hoặc là vô sinh thứ phát mà không thể đẻ được. Và đến khi mà mổ và giảm cân xuống thì đã có thai và có con, và những cái trường hợp đấy rất là hạnh phúc. Có một trường hợp mà tận trong Cần Thơ và cho đến nay thì vẫn thỉnh thoảng liên lạc với ngoài bệnh viện và nói rằng là trước đây thì gia đình cả bên nhà chồng lẫn bên gia đình bên ngoại bên nội thì đều lo lắng vì cô này thì lấy vào một anh chồng là con độc và cần phải có người nối dõi, và đến 3 năm không đẻ được. Thế mà bây giờ thì đã có hai đứa con rất là xinh xắn ngoan ngoãn và các cháu cũng đã bắt đầu đi học rồi. Như vậy là cái việc điều trị béo phì thì không những nó không làm cho ảnh hưởng đến sinh đẻ mà nó còn làm cho nó người ta có thể có dễ dàng có thể có thai và có con được tốt hơn.
Dạ vâng, có lẽ là chị Đinh Phương Lan khi mà nghe câu trả lời của giáo sư Giang thì đã yên tâm hơn phần nào rồi đúng không ạ? Và nhân cái câu chuyện mà giáo sư vừa chia sẻ thì tôi xin phép trích một cái comment vừa mới đăng ở trên fanpage của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ạ, từ nick Facebook là Kim Anh ạ. Có rất nhiều trường hợp béo phì rất đặc biệt đến Bệnh viện Việt Đức điều trị. Có người hạnh phúc lần đầu được làm mẹ sau phẫu thuật béo phì. Có người bị biến chứng nặng suy đa tạng, sốc nhiễm trùng sau phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ ở phòng khám tư, sau đó đến Bệnh viện Việt Đức được các bác sĩ cứu sống. Không có gì tuyệt vời hơn ạ. Có lẽ đây là một lời cảm ơn rất là chân thành và đầy cảm xúc đến đội ngũ các bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ạ. Xin được gửi tặng. À, nhân đây cũng xin nói là cái vấn đề mà hút mỡ, vấn đề hút mỡ thì đấy không phải là một cái biện pháp điều trị béo phì. Người ta chỉ hút bớt cái mỡ ra ở trên cái thành bụng để làm cho lúc đầu thì trông có vẻ như nó thon gọn lại được một chút. Thế nhưng mà sau đó thì nó sẽ nhanh chóng béo trở lại. Như tôi nói là cái vấn đề quan trọng là cái vấn đề là cái lượng năng lượng chúng ta cung cấp vào nó vượt quá năng lượng tiêu thụ, nó lại tích tụ tiếp. Ngoài ra nó còn có những biến chứng rất nguy hiểm như mà bạn khán giả vừa mới nhận xét đấy, tức là những cái nhiễm trùng, nhiễm độc, rồi những cái trường hợp mà bị tình trạng do cái mỡ vào trong máu và gây ra cái tắc mạch mỡ thì có trường hợp đã gây nguy hiểm đến tính mạng, chứ không phải không, cho nên chúng ta cũng hết sức cẩn thận. Vâng ạ, có lẽ là cái tâm trong nghề, nên là từ một câu cảm ơn là giáo sư của chúng ta cũng khuyến cáo ngay người dân về một cái phương pháp mà nó không phải là một cái phương pháp điều trị béo phì đúng không ạ? Nhưng mà mọi người cũng, tôi tin là mọi người cũng rất dễ là nhầm lẫn giữa các khái niệm này. Dạ vâng, xin được trích câu hỏi tiếp theo của khán giả đang tiếp tục gửi đến chương trình ạ. Kính thưa chuyên gia, thưa giáo sư, hiện nay là em đang bị béo phì, em nặng 130kg, cao 1m7. Vậy trước khi quyết định phẫu thuật, các bác sĩ cần làm thêm những xét nghiệm gì trước phẫu thuật cho bệnh nhân béo phì ạ? Đây là câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Tiến, 30 tuổi ở Hà Nội ạ. Xin mời giáo sư giải đáp ạ. Bạn 30 tuổi, bạn nặng 130kg, bạn cao 170cm. Như vậy tính nhẩm ra thì cái chỉ số BMI của bạn là vào khoảng độ 45. Thì trường hợp này của bạn là có chỉ định tuyệt đối về mổ rồi, chứ không còn băn khoăn gì nữa. Với cái cân nặng và với chỉ số BMI này của bạn thì sẽ không có cái biện pháp nào về mặt giảm ăn, về mặt thay đổi sinh hoạt, về mặt tập thể thao, thậm chí dùng thuốc có tác dụng hết. Và chắc chắn rằng nếu kiểm tra trong cơ thể bạn sẽ có những cái rối loạn, tôi xin chắc chắn là sẽ có những cái rối loạn. Vì vậy cho nên là bạn là trường hợp mà có chỉ định mổ tuyệt đối. Tất nhiên rằng là để thực hiện một cái cuộc mổ lớn, là cái mổ mà liên quan đến béo phì này, trên một cái người béo phì thì có rất nhiều các cái nguy cơ, thì các thầy thuốc đa chuyên ngành trong bệnh viện sẽ phải có cái kiểm tra, khám, tư vấn một cách hết sức cẩn thận, đồng thời là phải làm các cái kiểm tra về mặt sức khỏe, các cái xét nghiệm chuyên sâu về hình ảnh học, về xét nghiệm sinh hóa, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu vân vân, để đánh giá cái tình trạng của bạn trước khi phẫu thuật, để mà có những biện pháp mà để mà thích ứng để xử lý trong cái trường hợp này của bạn. Và cái việc đấy thì dành cho các cái chuyên gia của dinh dưỡng, về tâm lý, cũng như các chuyên gia về gây mê hồi sức và các cái phẫu thuật viên khi mà khám cụ thể thì sẽ có cái tư vấn cụ thể đối với bạn trong trường hợp như này. Dạ vâng. Có lẽ là nghe xong câu trả lời của giáo sư Giang thì bạn khán giả nên sắp xếp thời gian để đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để được các bác sĩ tư vấn cũng như là có những cái chẩn đoán kịp thời cho bệnh tình của mình ạ. Tôi xin phép trích câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Thanh Nguyễn ạ. Thưa chuyên gia, phẫu thuật điều trị béo phì hiện nay thì có chi phí là bao nhiêu và có được bảo hiểm y tế chi trả hay không ạ? Xin mời giáo sư. Hiện nay thì kể cả ở trên thế giới thì Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp béo phì là một cái dạng bệnh mạn tính cần phải được điều trị. Và y tế Việt Nam thì cũng vậy. Ngành y tế cũng xếp bệnh béo phì và một loại bệnh lý. Và chính vì vậy cho nên là khi mà điều trị béo phì thì do bảo hiểm y tế sẽ đảm bảo một phần. Về mặt cụ thể thì nếu như chúng ta không có trung bình, không có cái bảo hiểm y tế chi trả thì tùy theo cái biện pháp mà thực hiện thì cái chi phí nó cũng khác nhau.
Tôi nói đơn giản, ví dụ như chúng ta làm cái kỹ thuật sleeve gastrectomy thì tùy theo cái dạ dày nó lớn hay nó bé thì cái sử dụng những cái máy để cắt nối nó sẽ khác nhau, cái số lượng nó khác nhau thì số tiền nó khác nhau. Nó dao động trong khoảng độ 7-80 triệu đồng. Có thể hơn, có thể kém một chút. Nếu như mà bạn có bảo hiểm thì bảo hiểm chi trả cho bạn vào khoảng độ 80%, thì lúc đó chúng ta sẽ còn lại, chúng ta sẽ phải tự chi trả thêm một cái khoản, nó cũng không nhiều lắm. Vì vậy tôi cho rằng là cái điều kiện về mặt kinh tế thì chúng ta có thể hoàn toàn đáp ứng được để điều trị một cái bệnh lý mà nó có nhiều cái nguy cơ, nhiều cái nguy hiểm đối với sức khỏe của chúng ta. Dạ vâng ạ. Cảm ơn câu trả lời của giáo sư Giang dành cho bạn Thanh Nguyễn. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Ninh Ninh ở Hà Nội ạ. Thưa giáo sư, là thời gian nằm viện, thời gian hồi phục và thời gian trở lại sinh hoạt bình thường sau mổ sẽ là bao lâu ạ? Hiện nay thì cái phẫu thuật điều trị béo phì là một cái phẫu thuật có chuẩn bị, tức là cái phẫu thuật được lên chương trình chứ không phải phẫu thuật cấp cứu. Và thường ở đây thì chúng tôi đặt cái chương trình là người bệnh sẽ đến bệnh viện một ngày trước mổ để làm các cái công tác chuẩn bị, như là kiểm tra cơ thể, khám trước gây mê để định các cái phương pháp gây mê cho nó chuẩn xác, rồi chuẩn bị cái đường tiêu hóa cho nó tốt. Sau đó thì sẽ còn một cái ngày phẫu thuật, và thường thì người bệnh sẽ nằm ở trong bệnh viện cái giai đoạn hậu phẫu từ 2 đến 3 ngày nữa. Thì tóm lại là người bệnh sẽ nằm trong bệnh viện vào khoảng độ 5 ngày. Chúng tôi cũng đang cố gắng làm sao để mà thực hiện thêm những cái biện pháp về mặt giảm đau, về mặt vật lý trị liệu để làm sao là cái thời gian có thể rút xuống. Nhưng mà cũng ít nhất thì các bạn cũng phải nằm trong bệnh viện khoảng độ 3 đến 4 ngày. Dạ vâng ạ, cảm ơn thông tin vừa rồi của giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang. Câu hỏi tiếp theo đến từ nick Facebook là Trần Thu ạ. Bạn có hỏi rằng là em cũng quan tâm tới phẫu thuật điều trị giảm béo, tuy nhiên sau mổ thì có phải kiêng khem ăn uống gì không? Và có phải uống thuốc hay là điều chỉnh lối sống không ạ, giáo sư? Cái việc điều trị cũng đã nói từ đầu chương trình, đấy là một điều trị mà đa mô thức, cho nên là không phải chỉ có một cái phẫu thuật thế là xong, mà sau khi phẫu thuật xong thì chúng ta vẫn phải giữ cái chế độ sinh hoạt làm sao để đảm bảo có một cái cuộc sống hết sức là lành mạnh. Thứ nhất là cái chế độ ăn, chúng ta phải thực hiện theo những cái hướng dẫn của các thầy thuốc, đặc biệt là trong cái giai đoạn đầu khoảng độ 6 tháng sau mổ thì phải có một cái chế độ ăn để làm sao để cái cơ thể nó thích ứng với lại cái dạ dày mà nó được thu hẹp lại, nó bé lại. Thế rồi cái cách ăn cũng phải làm sao để chúng ta để mà cung cấp được đủ năng lượng, nhưng mà cũng làm cho tránh cái tình trạng mà vì cái dạ dày nó còn bé lắm, kể cả phương pháp hai cái phương pháp mà chúng tôi được thực hiện phổ biến ở đây là phương pháp thắt vòng dạ dày cũng như là cái phương pháp mà sleeve gastrectomy cắt dạ dày hình ống ấy. Thì nếu như chúng ta mà ăn no quá, ăn nhanh quá thì nó sẽ gây ra trào ngược. Đấy, cho nên là cũng sẽ phải chia nhỏ cái bữa ăn rồi ăn giảm đi. Nên ngoài ra thì chúng ta cũng phải giữ một cái chế độ sinh hoạt lành mạnh, vẫn phải làm sao có cái hoạt động của cơ thể cho nó vừa phải, hợp lý. Tập thể dục thể thao nhẹ nhàng, có một cái chế độ sinh hoạt thật là tốt. Đồng thời là thường thì những cái kỹ thuật mổ dạ dày nó làm cho một phần của cái dạ dày mà nó là cái nơi nó có những cái chất hoặc là nó ảnh hưởng đến hấp thu của một số các vitamin như là sắt rồi các thứ nguyên tố vi lượng. Cho nên là trong cái chế độ ăn chúng ta cũng phải chú ý để bổ sung, thậm chí có thể cần sẽ bổ sung một số cái vitamin và các cái vi lượng trong cái chế độ ăn của chúng ta. Dạ vâng, rất cảm ơn câu trả lời của giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Nguyễn Diệu Linh, 32 tuổi ở Hà Nam. Thưa chuyên gia, là hiện tại có những trung tâm nào có thể phẫu thuật và điều trị béo phì ạ? Xin mời giáo sư giải đáp ạ. Cái kỹ thuật điều trị béo phì là một trong những kỹ thuật mà là cái kỹ thuật mổ nội soi, cũng là một cái kỹ thuật mà nó tương đối là chuyên biệt và nó cũng yêu cầu những cái chuyên gia về nhiều cái lĩnh vực cùng tham gia, đặc biệt là vấn đề gây mê hồi sức cũng là một vấn đề cũng tương đối là đặc biệt đối với người béo phì. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi cũng khuyên rằng các bạn nên tìm đến những cái trung tâm mà có cái đội ngũ thầy thuốc cũng như cái điều kiện trang thiết bị phương tiện làm sao để đảm bảo để thực hiện cái kỹ thuật này. Bởi vì dù sao là chúng ta đang
là một cái người tương đối bình thường, mặc dù béo phì nhưng chúng ta ở ngoài chúng ta thấy nó bình thường, mà nếu mà bệnh viện đến bệnh viện sau khi mà điều trị xong nó có cái nguy cơ thì cũng là một cái điều mà chúng ta cũng cần phải cân nhắc. Và hiện nay thì cái kỹ thuật này thì cũng đã được chúng tôi phổ biến đến một số các cái bệnh viện, các anh em và đồng nghiệp. Và hiện nay thì ngoài cái trung tâm bệnh viện Đức thì cũng có một số cái trung tâm khác ở Hà Nội cũng như thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã bắt đầu thực hiện các cái kỹ thuật béo phì này, cho nên là các bạn có thể tìm hiểu và đến khám ở cái nơi mà gần cái nơi cư trú của mình. Dạ vâng ạ, rất cảm ơn chia sẻ của ông. Có lẽ là từ nãy đến giờ thì rất nhiều câu hỏi về các phương pháp điều trị béo phì, đặc biệt là phương pháp phẫu thuật, nhưng mà chủ yếu là của người lớn. Đây ạ, tôi xin phép trích câu hỏi tiếp theo của em Thị Trâm Nguyễn, có nội dung như sau ạ. Chào bác sĩ, cháu năm nay 14 tuổi, cháu cao 1,44m và nặng 67kg. Cháu đã cố gắng ăn kiêng vào ban đêm, khi ngủ cháu vẫn hay... nhưng mà vẫn không giảm được cân nào. Thời gian gần đây thì cháu hay bị ho, khó thở, đặc biệt là vào ban đêm. Khi ngủ thì cháu thường hay thở như là mèo rên. Bác sĩ cho cháu hỏi là có phải cháu bị béo phì không? Và tại sao cháu lại khó thở? Có phải là do cháu béo hay là do cháu bị hen suyễn ạ? Xin mời giáo sư tư vấn ạ. Cháu cao 1m44 và cháu nặng hơn 60kg. Cháu hay lấy cái công thức BMI để cháu tính. Thì cháu xem BMI của cháu như nào, cháu bây giờ đã vào cái tình trạng thừa cân ở cái mức tương đối cao rồi. Tuy nhiên rằng là cháu mới có 14 tuổi, cơ thể còn đòi hỏi rất nhiều cái sự phát triển. Nếu như mà chúng ta mà can thiệp một cách cực đoan vào cơ thể của cháu thì cháu sẽ không thể nào mà phát triển trở thành một con người có cái sức khỏe để mà cho cả một cuộc sống còn rất dài đằng sau. Vì vậy là đối với những trường hợp vị thành niên như cháu thì chúng ta chưa nên thực hiện cái kỹ thuật phẫu thuật điều trị. Và chúng ta nên thay bằng các cái biện pháp thay đổi chế độ dinh dưỡng cũng như là cái chế độ sinh hoạt. Thì đấy là tôi khuyên cháu hai cái việc quan trọng. Cháu nói rằng là cháu cũng đã kiêng ăn, giảm ăn, nhưng mà tôi chắc chắn rằng có rất nhiều người đến đây khám với chúng tôi thì đều nói rằng là cháu ăn ít lắm, vân vân. Nhưng hỏi kỹ ra thì vẫn là ăn nhiều. Ví dụ như là chúng ta không ăn bữa chính thì chúng ta đi học rồi đến trường lại ở cổng trường lại có cái quẩy hay là lại có kem trà sữa rồi vân vân. Cộng tất cả những cái thứ đấy vào á, thì cái số năng lượng đưa vào của cháu chắc chắn rằng sẽ nhiều hơn rất nhiều so với cái năng lượng cần phải tiêu thụ. Cho nên thứ nhất là cháu phải giữ cái chế độ ăn uống sinh hoạt, đừng ăn các cái bữa phụ, đừng ăn những cái ăn vặt nữa và chỉ tập trung vào ăn chính. Đối với ăn chính chúng cháu cũng nên giảm cái số lượng ăn xuống. Và tôi biết rằng là đặc biệt là đối với cái tuổi của cháu thì cái việc mà giảm ăn là cả một cái vấn đề rất là khó khăn chứ không phải là dễ dàng. Ngoài ra cháu phải tăng cường cái năng lượng để mà tập luyện thể dục thể thao, hoạt động ngoài trời rất là nhiều vào. Thì cái đấy là cái vấn đề cơ bản để mà thay đổi. Cái thứ hai nữa là cháu đêm ngủ như mèo, thở như mèo hen. Thế thì thường đối với người những cái rối loạn hô hấp ở cái người béo phì ấy, thì thường là nó sẽ gây ra cái tình trạng mà ngừng thở ngắt quãng do cái hệ thống hô hấp nó chịu cái sức nặng nó quá lớn, chứ không phải là theo cái kiểu là thở khò khè như mèo hen như vậy. Thì nếu như vậy thì cháu nên đi khám các bác sĩ về tai mũi họng hoặc bác sĩ về hô hấp để xem có cái bệnh lý gì, thậm chí là tuổi của cháu cũng có thể nguy cơ là bị amidan sưng lên hoặc là một cái số cái điều gì đó thì nó gây ra cái đó, chứ thường thì cái dấu hiệu đấy không phải là dấu hiệu của béo phì. Dạ vâng ạ, rất cảm ơn câu trả lời của giáo sư Giang. Còn rất nhiều những cái thắc mắc của quý khán giả vẫn đang liên tục gửi đến chương trình tư vấn trực tuyến của chúng ta. Câu hỏi tiếp theo đến từ Nick Facebook Khoai Tây ạ. Xin chào bác sĩ, năm nay em 28 tuổi. Năm em 20 tuổi thì cân nặng của em chỉ ở mức 45-50kg. Nhưng không hiểu vì lý do gì trong vòng 8 năm trở lại đây thì em bỗng nhiên tăng cân không thể kiểm soát. Và hiện tại đã lên tới 95kg ạ. Em đã đi nhiều nơi và thử qua nhiều phương pháp nhưng mà không thành công. Em đang băn khoăn về phương pháp phẫu thuật can thiệp điều trị béo phì. Liệu sau phẫu thuật thì em có thể trở về cân nặng ban đầu được hay không ạ, thưa bác sĩ? Bạn đưa ra một cái dữ liệu nhưng mà lại không cho biết rằng là cái chiều cao của bạn bao nhiêu. Bạn mới chỉ cho biết cái số liệu về cân nặng. Cho nên là cũng khó đánh giá được. Nhưng mà với cái số lượng mà cân của bạn trước đây chỉ có 45 cân, bây giờ tăng đến gấp đôi 90 cân, thì chắc chắn rằng là bạn cũng không, tôi đoán là bạn không là người không cao lắm. Và khả năng cao là bạn đã
rơi vào tình trạng béo phì rồi. Thì một trong cái nguyên nhân của béo phì đấy chính là những cái nguyên nhân về mặt tâm lý. Khi mà chúng ta gặp một cái stress, ví dụ như là có cái khó khăn trong cuộc sống, ví dụ như là có những cái trục trặc trong đời sống, hôn nhân, gia đình, trong tình yêu rồi vân vân, thì lúc đó thì chúng ta quay sang một cách vô thức để chuyển sang là ăn nhiều. Giống như là có một cái câu chuyện người ta nói đùa bảo rằng là tại sao mà khi mà anh mà lấy vợ vào thì anh lại béo thế. Thế bởi vì người ta bảo rằng là khi mà còn trẻ thì mình mở tủ lạnh ra thì chả thấy có gì, thế là thôi mình lại đi ngủ, thế là mình đói thì mình không nào béo được. Thế nhưng mà đến lúc lấy vợ rồi thì mình thấy rằng là ở trên giường cũng không có gì thú vị cả, thì mình lại ra mở tủ lạnh, thế là cuối cùng là mình ăn nhiều rồi mình béo. Tất nhiên câu chuyện nói vui một chút, nhưng mà do những cái thay đổi về mặt tâm lý, do cái stress trong cuộc sống thì là một cách vô thức làm cho chúng ta thay đổi cái chế độ sinh hoạt, và chúng ta lười vận động hơn, chúng ta ăn tăng lên, chúng ta ăn vặt nhiều hơn, chúng ta có những cái thay đổi như thế. Thì đấy chính là cái nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng là tăng cân một cách mất kiểm soát như cái trường hợp của bạn. Tôi không trực tiếp, nhưng mà tôi nghĩ rằng là đối với trường hợp của bạn thì nên đến gặp mà các bác sĩ để khám và có cái tư vấn về mặt tâm lý, cũng như là kiểm tra cái sức khỏe về các cái mặt thể chất, cũng như là các cái xét nghiệm chuyên sâu để chúng ta biết rằng là cái tình trạng của bạn đến mức nào và nó cần phải sử dụng cái phương pháp điều trị như thế nào. Dạ vâng ạ, rất cảm ơn những chia sẻ của giáo sư Giang. Và thưa quý vị, là 60 phút của chương trình thì đã trôi qua rất là nhanh. Chương trình thì vẫn đang liên tục nhận được những câu hỏi của quý khán giả gửi về. Tuy nhiên thì do thời lượng chương trình có hạn nên là xin phép là những khán giả nào vẫn còn những cái thắc mắc và câu hỏi thì hãy để lại ở trên fanpage của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở địa chỉ facebook.com/bvietduc ạ. Còn bây giờ thì xin được gửi lời cảm ơn đến sự tư vấn của giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam cho chương trình tư vấn trực tuyến ngày hôm nay ạ. Rất cảm ơn ông. Xin cảm ơn bạn, và xin cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã xem và theo dõi cái chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và các cái thầy thuốc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trung tâm Phẫu thuật Nội soi cũng như khoa phẫu thuật bụng thì luôn luôn sẵn sàng để có thể khám cũng như là tư vấn và thực hiện các cái biện pháp điều trị đối với trường hợp mà các bạn bị mắc cái bệnh lý béo phì này. Xin cảm ơn. Dạ vâng. Như vậy là ngoài cách là để lại những cái comment và câu thắc mắc ở trên fanpage của chương trình thì quý khán giả có thể đến trực tiếp Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để có thể là nhận được sự tư vấn trực tiếp của các chuyên gia của bệnh viện ạ. Một lần nữa thì cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình tư vấn trực tuyến ngày hôm nay. Hy vọng là những kiến thức của chương trình thì sẽ hữu ích đối với quý vị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những chương trình tư vấn trực tuyến tiếp theo.